Anh em có thể thấy là những dòng Mazda đời mới bây giờ, những cái chi tiết này cho nên là những chi tiết nhựa bóng này, màn hình trung tâm, màn hình giải trí, phía phần chi tiết cần số này đều là những cái chi tiết nhựa bóng mà anh em đi mà lau rửa xuống này thì nó sẽ xước này. Anh em chỉ cần trang bị ngay cho em một bộ PVF nội thất như này thôi. Đấy, tất cả nó sẽ cắt theo file và có file CNC cắt sẵn như này rồi, đúng theo cái hõm hoặc là đúng theo cái phần lên xuống kính của anh em này. Anh em cứ thế mà anh em mua về em dán thôi. Một là anh em ở xa, nếu xem được cái video này của em, anh em có thể tự mua về để dán, bên em sẽ bán cái file này cho anh em. Anh em chỉ về chỉ việc bóc ra và dán lên đúng cái vị trí này thôi, và sẽ có hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ cho anh em khi anh em dán. Còn nếu anh ở Thái Nguyên này mà muốn dán PVF nội thất thì trực tiếp qua ngay Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn và hỗ trợ và dán cho các bác. Bên em có máy CNC tự trực tiếp cắt cho các bác những dòng xe và đời xe mới nhất hiện tại. Đấy. Và đây anh em có thể thấy đây là những cái chi tiết mà cần sau đây. Đấy. Hầu như những cái chi xe mà có chi tiết nhựa bóng này sẽ có những chi tiết này và sẽ được dán hết, à, bảo hành cho anh em lên tới tận 2 năm. Nếu mà bong chóc hoặc là nó lỗi PVF thì bên em sẽ bảo hành cho các bác. Các bác mà ở Thái Nguyên thì nhớ ghé qua bên em nhé, Akala Thái Nguyên.